Nợ là nợ của tao mà lại chuyển qua con em tao. Đây này, tao nói thế nào, dù tụi tao cũng là chỉ là anh em của mày hát cha thôi, nhưng cho nó thay vào. À, chứ không phải nhiệm ruột gì. Không, anh em của mày hát cha vì là thằng xấu quá, thằng này, 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 nói vớ vẩn. Vay là em tự vay anh nhá. Bây giờ anh có phải là chủ mưu bắt cóc bắt nhân nhưng làm gì có bắt cóc nhân gì nhỉ? Đúng không? Đoàn đang quay ngoại cảnh thì trời mưa. Đấy, mọi người có thể nghe được tiếng mưa đấy. Anh em thì ngồi la liệt khắp nơi như thế này. Đấy, các cô, các chú. Đây, các cô, các chú đang ngồi vất vả đây. Đấy, mưa mà phải chạy vào trong này để chú. Mà ồn lắm, chả thu được tiếng. Vẫn ngồi chờ thôi. Hẹn đoàn thì hẹn đến từ 6 giờ sáng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Ừ, đúng rồi, bây giờ mới có 11 rưỡi thôi mà chưa quay được cảnh nào cả. Cũng vui, làm phim cũng vui mà cũng nhàn đấy mọi người ạ. Mọi người cũng nên thử cảm giác đi làm phim nhá mọi người nhá. Đây, mọi người có thể xem bên trong này này. Đây, bận rộn này. Mỗi người ngồi một góc, mỗi người một góc đấy. Lịch hôm nay là có khoảng 30 phân cảnh. Sáng giờ mới làm được 5 cái thôi. Thời gian chúng ta còn nhiều mà, vẫn còn chơi được. Không sao hết, không sao. Không sao hết, mưa vùi lắm, mưa vùi kinh khủng luôn nha. Chúng em tập về ngồi đây cả lan lên bị toàn luôn.
Bây giờ nhìn phía đây nhá. Anh bảo nhá. Nếu như mà em có bị công an bắt rồi bắt em đi cách ly. Mọi người ơi, bây giờ là 9 giờ tối rồi mà cái chỗ này địa điểm quay là gì? Xã Tân Tiến đúng không? Bị mất điện rồi mọi người ơi. Bây giờ căng đét rồi. Cầm đi. Trường ơi. Cầm đi. Kỳ đúng mà lôi nhau về. Hết rồi. Không. 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 Không